sự trợ giúp của lũ alien, con đã mở được dây xích, thành công thoát ra. Ska nghe thấy động, nó quyết định sẽ cho nổ kim tự tháp. Ngay trước vụ nổ, hai người nhanh chóng dùng xe kéo để thoát ra. Ska tháo mặt nạ, dùng máu của alien vẽ một ký hiệu trên mặt Alexa. Không ngờ, con alien boss vẫn chưa chết. Ska là một predator thiếu niên, hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Khi alien sắp giết chết Ska, Alexa lập tức hành động, cô dùng vũ khí đâm liên tiếp vào con alien boss. Nó đau đớn gào thét, loạng choạng ngã xuống. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để kết liễu nó. Nó đã đứng dậy và đuổi theo Alexa. Đúng thời khắc sinh tử, Ska đột nhiên xuất hiện, nó nhảy tới, dùng ngọn giáo đâm con alien boss. Nhân lúc con alien bị phân tâm, họ dùng dây xích của trạm săn cá voi móc vào đuôi con quái vật. Không may, con alien đã kịp đâm thẳng vào lồng ngực của Ska và giết chết anh. Alexa nhanh chóng đẩy cuộn dây xích xuống một vách đá, kéo theo con alien boss chìm xuống đáy đại dương mãi mãi. Sau khi kết liễu con alien cuối cùng, con tàu của Predator dần hiện hình. Những Predator tự trợ giúp của lũ alien con đã mở được dây xích, thành công thoát ra. Ska nghe thấy động, nó quyết định sẽ cho nổ kim tự tháp. Ngay trước vụ nổ, hai người nhanh chóng dùng xe kéo để thoát ra. Ska tháo mặt nạ, dùng máu của alien vẽ một ký hiệu trên mặt Alexa. Không ngờ, con alien boss vẫn chưa chết. Ska là một Predator thiếu niên, hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Khi alien sắp giết chết Ska, Alexa lập tức hành động, cô dùng vũ khí đâm liên tiếp vào con alien boss. Nó đau đớn gào thét, loạng choạng ngã xuống. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để kết liễu nó. Nó đã đứng dậy và đuổi theo Alexa. Đúng thời khắc sinh tử, Ska đột nhiên xuất hiện, nó nhảy tới, dùng ngọn giáo đâm con alien boss. Nhân lúc con alien bị phân tâm, họ dùng dây xích của trạm săn cá voi móc vào đuôi con quái vật. Không may, con alien đã kịp đâm thẳng vào lồng ngực của Ska và giết chết anh. Alexa nhanh chóng đẩy cuộn dây xích xuống một vách đá, kéo theo con alien boss chìm xuống đáy đại dương mãi mãi. Sau khi kết liễu con alien cuối cùng, con tàu của Predator dần hiện hình. Những Predator tự trợ giúp của lũ alien con đã mở được dây xích, thành công thoát ra. Ska nghe thấy động, nó quyết định sẽ cho nổ kim tự tháp. Ngay trước vụ nổ, hai người nhanh chóng dùng xe kéo để thoát ra. Ska tháo mặt nạ, dùng máu của alien vẽ một ký hiệu trên mặt Alexa. Không ngờ, con alien boss vẫn chưa chết. Ska là một Predator thiếu niên, hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Khi alien sắp giết chết Ska, Alexa lập tức hành động, cô dùng vũ khí đâm liên tiếp vào con alien boss. Nó đau đớn gào thét, loạng choạng ngã xuống. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để kết liễu nó. Nó đã đứng dậy và đuổi theo Alexa. Đúng thời khắc sinh tử, Ska đột nhiên xuất hiện, nó nhảy tới, dùng ngọn giáo đâm con alien boss. Nhân lúc con alien bị phân tâm, họ dùng dây xích của trạm săn cá voi móc vào đuôi con quái vật. Không may, con alien đã kịp đâm thẳng vào lồng ngực của Ska và giết chết anh. Alexa nhanh chóng đẩy cuộn dây xích xuống một vách đá, kéo theo con alien boss chìm xuống đáy đại dương mãi mãi. Sau khi kết liễu con alien cuối cùng, con tàu của Predator dần hiện hình. Những Predator tự trợ giúp của lũ alien con đã mở được dây xích, thành công thoát ra. Ska nghe thấy động, nó quyết định sẽ cho nổ kim tự tháp. Ngay trước vụ nổ, hai người nhanh chóng dùng xe kéo để thoát ra. Ska tháo mặt nạ, dùng máu của alien vẽ một ký hiệu trên mặt Alexa. Không ngờ, con alien boss vẫn chưa chết. Ska là một Predator thiếu niên, hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Khi alien sắp giết chết Ska, Alexa lập tức hành động, cô dùng vũ khí đâm liên tiếp vào con alien boss. Nó đau đớn gào thét, loạng choạng ngã xuống. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để kết liễu nó. Nó đã đứng dậy và đuổi theo Alexa. Đúng thời khắc sinh tử, Ska đột nhiên xuất hiện, nó nhảy tới, dùng ngọn giáo đâm con alien boss. Nhân lúc con alien bị phân tâm, họ dùng dây xích của trạm săn cá voi móc vào đuôi con quái vật. Không may, con alien đã kịp đâm thẳng vào lồng ngực của Ska và giết chết anh. Alexa nhanh chóng đẩy cuộn dây xích xuống một vách đá, kéo theo con alien boss chìm xuống đáy đại dương mãi mãi. Sau khi kết liễu con alien cuối cùng, con tàu của Predator dần hiện hình. Những Predator